Xin chào các bạn. Những diễn biến của tình hình Ukraine hiện nay đang ngày càng có những dấu hiệu về việc Mỹ bắt đầu có các cuộc tiếp xúc với Nga để hạ nhiệt căng thẳng. Ở đó, các lợi ích hai bên sẽ được tính toán một cách đảm bảo nhất có thể. Chỉ trong vòng vài ngày của đầu tháng 11 đã liên tục có những thông tin về vấn đề này. Đầu tiên là việc Cố vấn An ninh Quốc gia cho Tổng thống Mỹ Jake Sullivan hôm 4 tháng 11 đã bất ngờ đến thủ đô Kiev trong một tuyên bố cam kết về sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine. Chuyến đi của ông Sullivan diễn ra trong bối cảnh hết sức nhạy cảm khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ sắp diễn ra và Đảng Dân Chủ của Tổng thống Biden đang thất thế. Đến ngày 7 tháng 11, hàng loạt tờ báo phương Tây như Wall Street Journal, Reuters đưa tin, ông Jake Sullivan đã bí mật đàm phán với giới chức cấp cao của Nga nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột Nga-Ukraine lan rộng. Phát biểu tại một sự kiện ở New York, ông Sullivan không cho biết liệu ông có trực tiếp tham gia các cuộc đàm phán nêu trên hay không. Tuy nhiên, ông liên tục khẳng định, chúng tôi có các kênh để liên lạc với giới chức cấp cao của Nga. Chúng tôi liên lạc với Nga khi cần để làm rõ những hiểu lầm tiềm tàng, cũng như để giảm thiểu rủi ro và nguy cơ xảy ra những thảm kịch như chiến tranh hạt nhân. Trong khi đó, Nhà Trắng cũng không phủ nhận thông tin các cuộc đàm phán nêu trên. Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre khẳng định trong cuộc họp báo hôm 7 tháng 11 rằng chúng tôi liên lạc trực tiếp với Nga về các vấn đề mà chúng tôi quan tâm. Điều đó đã xảy ra trong vài tháng qua. Các cuộc đàm phán của chúng tôi chỉ tập trung vào quan hệ Mỹ-Nga và giảm thiểu rủi ro. Trước đó, vào cuối tháng 10, EU đã tuyên bố kế hoạch viện trợ 18 tỷ euro cho Ukraine vào năm 2023. Và kế hoạch này đã được ra tuyên bố báo chí công bố chính thức trên trang web của EU ngày 9 tháng 11. Ở đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Von der Leyen nói rằng Kiev cần 3 đến 4 tỷ euro mỗi tháng cho những điều cơ bản và EU sẽ tài trợ Ukraine 1,5 tỷ euro trên tháng vào năm 2023. Phần tiền còn lại dự kiến từ Mỹ và các tổ chức quốc tế. Nhờ các gói tài trợ này, Ukraine có thể tiếp tục trả lương và duy trì hoạt động của các dịch vụ công thiết yếu. Tuy nhiên, thông báo của EU cũng chỉ rõ phương thức hoạt động của gói viện trợ và rằng EU sẽ hỗ trợ đi kèm với cải cách. Thông tin rò rỉ cho thấy các cuộc đàm phán bí mật được tiến hành giữa Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ Jake Sullivan và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Pachusev. Thỏa thuận tối giản này ngụ ý Nga từ bỏ các yêu cầu đối sách với Odessa và Kharkov để đổi lấy Donbass và đóng băng việc mở rộng NATO sang phía đông. Đường ranh giới quân đội Nga và Ukraine sẽ chạy dọc theo sông Dnipro. Còn tất cả các điều kiện cụ thể tiếp theo sẽ được các bên thỏa thuận thông qua trung gian là Ả Rập Xê Út hoặc Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ Hiệp ước Minsk III. Thỏa thuận của Mỹ cũng liên quan đến việc nối lại các nguồn cung cấp điện từ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia cho Ukraine. Điều này sẽ buộc Kiev ngừng cố gắng tấn công cơ sở hạ tầng liên quan đến nhà máy thủy điện Kakhovka và hủy hoại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Mỹ dự định thúc đẩy sự đồng ý của Kiev với số tiền hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ USD từ các tài sản bị đóng băng của Nga để Kiev khôi phục. Thực tế cho thấy, Washington đã cố gắng thuyết phục Kiev, nên cố vấn Sullivan đích thân đến Kiev để báo cho Zelensky về kế hoạch của Mỹ mà hoàn toàn không phải để xem xét các đề xuất liên quan của Kiev. Trong khi đó, tình hình thực địa cũng đang cho thấy những dấu hiệu chờ quyết định cuối cùng từ cả hai phía về việc có nên đàm phán hay không. Về phía Ukraine, ngày 8 tháng 11, ngày bầu cử Mỹ, quân đội Ukraine đã tổ chức đánh lớn vào khu vực thành phố Kherson và trái với nhiều nhận định ban đầu rằng đây sẽ là cuộc chiến ác liệt về mặt quân sự. Khi mà chỉ một ngày trước các đợt tấn công không quá lớn với Nga, quân đội Nga đã nhận được chỉ thị rút quân khỏi tất cả các khu vực bờ Tây Kherson trong ngày 9 tháng 11. Đến ngày 11 tháng 11, Nga tuyên bố rút lui thành công 30.000 quân nhân và 5.000 đơn vị khí tài mà không chịu tổn thất nào. Vậy Ukraine đã làm gì trong khoảng thời gian 2 ngày này? Và dù chắc chắn có tâm lý đề phòng trước cái bẫy mà Nga có thể giăng ra khi vừa rút quân, nhưng với diễn biến 8 tháng chiến sự vừa qua, đây rõ ràng không phải là cách hành xử thông thường của Ukraine. Bởi trên thực tế, quân đội Ukraine đã chấp nhận thương vong lớn chỉ để đạt được thắng lợi không quá lớn trên mặt trận quân sự. Và việc đẩy quân phản công lần này ở Kherson khác hẳn với Kharkov khi không có những thông tin chiến thắng, ảnh chụp khí tài Nga rầm rộ như trước. Tổng thống Zelensky cũng ra lệnh cho quân đội Ukraine rằng tiến quân rất cẩn thận vào thành phố Kherson.
Đây rõ ràng là một lời nhắc nhở với mặt trận không được tiến công quá nhanh với bất kỳ lý do gì. Điều này càng đặt ra nghi vấn về việc tại sao Nga lại rút khỏi Kherson êm đẹp và Ukraine lại không ồ ạt xông lên như trước nữa. Khi thời gian của cuộc chiến đã gần bước sang tháng thứ 10, cả thế giới đều đã nhận ra đây không chỉ là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine mà là cuộc chiến của Mỹ với Nga. Và rõ ràng, những đàm phán, thương lượng trong cuộc chiến sẽ giữa Mỹ và Nga. Mặt khác, thực tế quá trình rút lui của Nga đã diễn ra suốt từ tháng 10 vừa qua, khi lệnh sơ tán được ban bố và hàng chục nghìn người di tản về phía bờ Tây của sông Dnipro, chủ yếu là đến Crimea. Sau đó các đơn vị quân đội chắc chắn sẽ được chuẩn bị nếu không cuộc rút lui sẽ diễn ra trong hỗn loạn. Ngoài những yếu tố về quân sự và những lý do quân đội Nga đưa ra khi rút về bờ đông Kherson như đảm bảo được phòng tuyến, hậu cần, rõ ràng có sự nhượng bộ giữa Nga và Mỹ đang hiện hữu. Trên thực địa, 40% khu vực tỉnh Kherson ở bờ Tây sông Dnipro đang thuộc tầm kiểm soát của Ukraine, còn 60% còn lại ở bờ đông là các khu vực của Nga. Như vậy có thể thấy, cục diện Kherson hiện nay đang làm hài lòng tất cả các bên khi mà Mỹ biết chắc chắn rằng Ukraine sẽ không có khả năng vượt qua sông, trong khi Nga vẫn có một vùng rộng lớn đảm bảo nguồn nước, sự an toàn và một cầu nối đất liền từ nước Nga đến Crimea. Vậy các bạn nghĩ sao về việc Mỹ và Nga có thực sự đàm phán với nhau? Hay còn nguyên nhân nào khác nữa? Hãy để lại ý kiến bình luận của mình nhé! Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ cho đội ngũ của kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.